Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử thân mến. Trải qua chiều dài mấy nghìn năm lịch sử của Phật giáo, dù thời gian có qua đi, không gian có biến đổi, nhưng truyền thống Vu Lan Báo Hiếu vẫn duy trì và phát triển mãi cho đến ngày hôm nay. Bởi lẽ hiếu đạo là một đạo lý nghìn đời của cả nhân loại, và báo hiếu chính là bổn phận mà mỗi người phải thực hiện. Nói đúng hơn, hiếu đạo không những là bổn phận mà còn là lợi ích và niềm hạnh phúc vô vàn của người con vậy. Với tinh thần tri ân báo hiếu, hôm nay niệm Phật đường Hải Đức tổ chức đại lễ Vu Lan một ngày cho mẹ. Giờ này chính thức cử hành khóa lễ, chúng con sẽ đê đầu kiền thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu đại hiểu mục kiền liên Bồ Tát ba lần, cầu Bồ Tát quan giảng đạo tràng chứng minh gia hộ. Chúng con kính cung thỉnh thầy trụ trì khởi niệm. Nam mô mỗi độ hè mạng thu sang chúng an tọa. Kính thưa quý liệt vị, hàng năm cứ mỗi độ hè mạng thu sang, cỏ cây chuyển màu thay sắc lá, hòa theo âm thanh rào rạc của những hạt mưa ngâu tháng bảy, như báo hiệu cho hàng Phật tử chúng ta mùa Vu Lan tháng hội. Truyền thống Vu Lan Bồn hiện hữu phát xuất từ hơn 2.500 năm về trước, do vị đại tử của Phật là Tôn giả Mục Kiền Liên đã nương pháp này cứu thoát mẫu thân khỏi khổ ác đạo. Dù trải qua mấy ngàn năm lịch sử, nhưng tấm gương hiếu hạnh sáng ngời của Ngài vẫn lưu truyền mãi ở thế gian. Giờ đây mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về với muôn triệu người con Phật thập thoáng xa xăm, hình ảnh của Tôn giả Mục Kiền Liên lại hiện về trong ký ức của hàng Phật tử, và chúng ta nghe như âm vang tiếng nói của Đức Thế Tôn từ kỳ viên tịnh xá, nơi pháp hội Vu Lan Bồn vượt khỏi thời gian và không gian hơn mấy ngàn năm vọng lại. Chúng ta có nghe chăng? Âm vang đồng vọng từ lòng đất lạnh hoang vu, tiếng nức nở nghẹn ngào của những vong hồn đang kêu gào bi thảm, tiếng của thập loại chúng sanh, của ông bà cha mẹ đang hướng về trần thế trông chờ chúng ta cứu tế. Và chúng ta có nghe chăng? Hình ảnh của những người cha, người mẹ, một nắng hai sương, sớm chiều lam lụ, tranh đấu giữa trường đời để đổi lấy bát cơm, manh áo, nuôi con khôn lớn trưởng thành, để thực hiện tinh thần tri ân báo hiếu đối với cha mẹ quá vãng, cũng như để nhắc nhở cho những ai trong cuộc sống hiện tại này diễm phúc còn cha còn mẹ nhưng đã vô tình hay cố ý lãng quên, để bao lần cha mẹ phải đổ lệ khóc vì ta, thì nhân mùa Vu Lan báo hiếu này
chính là cơ hội thù thắng giúp ta thực hành nghĩa cử cao đẹp của người con đối với cha mẹ hiện tiền. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý liệt vị, trong không khí trang nghiêm của ngày lễ Vu Lan báo hiếu đạo tràng Hải Đức, chúng con thành tâm cung kính giới thiệu sự hiện diện chứng minh của thầy trụ trì đạo hiệu Thích Trí Hiền. Chúng con cung kính giới thiệu thầy Thích Minh Thiện. Chúng con cung kính giới thiệu Sa Di Thích Thiền Thọ. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Như Hương. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hồng Nhiệm. Chúng con cung kính giới thiệu Sa Di Nguyên Hiển. Chúng con cung kính giới thiệu Sa Di Quang Ngọc. Chúng con cung kính giới thiệu Sa Di Diệu Tuyết. Và chúng con cung kính giới thiệu Sa Di Bửu Ngọc. Và chúng tôi xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của quý đồng hương Phật tử từ Houston, Austin và vùng phụ cận. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn. Tiếp theo chương trình, ca sĩ Hồng Trang xin được cúng dường nhạc phẩm Hương Sen Tình Mẹ. Xin kính mời ca sĩ Hồng Trang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, hôm nay con có duyên là đến chùa, con xin được hát một bài ca cổ Hương Sen Tình Mẹ để cúng dường lên ngôi tam bảo cũng như chư tăng đức tăng ni cũng như là quý Phật tử có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Mẹ yêu thương bằng cả trái tim.
tình mẫu tử mênh mông cao đẹp quá, không thể nói thành lời, không thể viết thành thơ. Chân mẹ dặm bừa gai góc chốn bụng nhớ, để bước con đi trên nền cỏ an lành, cho đến ngày con khôn lớn thành nhân, thì đời mẹ chẳng cần gian truân và cay. Xin kính dân mong chư Phật chứng minh.
nguyện bài đời cha mẹ được siêu sinh, cùng hiện tại phương minh tâm an lạc, để tiếp nối chương trình là quả lễ Vu Lan kỳ nguyện cho hiện tiền và đan sanh phụ mẫu âm dương lợi lạc. Giờ này chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn đức tăng ni an trụ tâm trong chánh niệm, dùng uy lực tâm thanh tịnh hướng về nơi cạnh giới âm, chủ nguyện chư hương linh của ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con sớm rõ đường lành, thoát vòng mê muội, ra khỏi u đồ siêu sanh lạc quốc. Kỳ nguyện cho cha mẹ tài tiền của chúng con nương nhờ thần lực tam bảo tồn diệt phục sanh thân tâm thường lạc. Kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và xin trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng nhất tâm cầu nguyện. Xin kính mời đạo tràng cùng quỳ lên. Quý vị lấy kinh ở phía dưới phát ra cho đại chúng giùm con. Vị nào giữ thùng kinh đó. Nam mô Trung Thiên Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm Kỷ Hợi, đệ tử chúng con chư tăng ni hiệp cùng chư Phật tử thành tâm cung đối Phật tiền niệm Phật đường hải đức, nguyện dâng hương màu đầy cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên chúng thanh văn và cả thầy thanh hiền, duyên khởi đại sáng chói trùm đền vô biên
sống khắp các chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, xa lìa những nghiệp vòng tròn nên đạo vô thường. Hôm nay đạo tràng niệm Phật đường hài đức chúng con cung kính thừa hành lời Phật dạy, cử hành pháp hội Vu Lan, thiết lập trai đàn, báo ân sanh dưỡng, một lòng niệm tưởng, nhớ nghĩa ân sâu, giờ này tha thiết cúi đầu, vòng cầu tam tôn chuẩn bạc, tăng lực ngoại quan chứng minh trai đàn nhất tâm chú nguyện. Kinh nguyện chư linh ông bà cha mẹ lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng con sớm rõ đường lành, thoát vòng mê muội ra khỏi u đồ siêu sanh tình đồ, nương thuyền từ thoát khổ nhờ đúc tuệ soi đường, dắt diều vong già đến Tây Phương cứu vớt chư hương linh qua khổ ai. Lại nguyện cha mẹ ông bà hiện tại phước thọ tăng long, nội ngoại con cháu các dòng an vui hạnh phúc, thành tâm nguyện chúc kẻ thác siêu sanh người còn thư thơi, âm dương lương lời phước hoa vô biên, pháp giới nhân thiên đồng thành Phật đạo, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát trì kiến hương quang minh vân đài biên khắp pháp giới, cung dường thập phương tam bảo tiền nam mô hương, cung dường Bồ Tát nam mô hương, cung dường Bồ Tát nam mô hương, cung dường Bồ Tát Ma Tát Tát Đại chứng minh. Và đại chúng tỉnh thanh đứng dậy chúng ta như để tam bảo. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tương tốt sáng ngời từ trang nghiêm đệ tử chúng con, chỉ tâm thành đảnh lễ, chỉ chia tâm mà đành na lệ
Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư con Bồ Tát linh sáng hội thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm nguyện tỏ như Lai
vị nào muốn quy được thì chúng ta mời. Đề oh.
trí huệ thân thân rộng lớn sáng trong ngần chẳng bờ lao lao một thân thiên chân bao trùm muôn loài chẳng phân bận tâm mấy lần trong sang xuống cõi bờ kia một Yeah.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng khó phụ kính công cha. Trời mây biển nước bao la, ân sanh dưỡng mẹ cha khó bì. Ngày nay con trẻ hành y, Vu Lan thắng hội thực thì pháp này. Ân cha nghĩa mẹ sâu dày, hoa hồng cài đỏ tỏ bày hiếu tâm. Không biết từ bao giờ người ta đã lấy hoa hồng để biểu trưng cho tình yêu thương nồng thắm. Trong đó có tình yêu thương của cha và mẹ. Tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời này, từ một đứa trẻ ngây thơ cho đến những cụ già đầu bạc, từ một người dân quê cho đến các bậc cao sang quyền quý, từ một kẻ phàm phu cho đến các bậc thánh nhân. Không ai là không do cha mẹ sinh ra, không ai là không do cha mẹ nuôi nuôi chăm sóc từ thuở nằm nôi cho đến lúc trưởng thành. Chính nhờ cha mẹ mà ta mới có hình hài này, và nhờ có hình hài này ta mới chú toàn được nghĩa vụ của người công dân lương thiện, hầu đóng góp sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và thịnh vượng. Hơn thế nữa, nhờ có cha mẹ đưa ta vào đời mà giờ đây ta mới có cơ duyên học đạo giải thoát. Vì thế hiếu đạo hiển nhiên là một đạo lý nghìn đời của cả nhân loại, và báo hiếu chính là bộ phận của mỗi người cần phải thực hiện. Nuôi con trút cạn tâm tình, tháng năm hy vọng con mình thành nhân. Nhọc nhằn gian khổ tấm thân, chưa hề cha mẹ một lần thở than. Cho con giấc ngủ bình an, con leo lỏng hoang đàn hư thân, làm con phải nhớ thâm ân tấm lòng hiếu thảo kính dân sông đường. Kính thưa quý liệt vị, ở các nước Tây phương không có ngày Vua Lan, nhưng có ngày của mẹ và ngày của cha. Theo tập tục Tây phương, những ngày này nếu ai còn mẹ sẽ được cài trên áo đỏ hoa màu hồng với niềm tự hào sung sướng khi biết rằng mình đang còn có mẹ, và những ai mất mẹ sẽ được cài trên áo đỏ hoa màu trắng biểu trưng cho sự mất mát đau thương trên cuộc đời vì mất đi tình yêu thương của cha mẹ.
khi tập hợp bởi tập tục Tây Phương nhân ngày lễ Vu Lan Bảo Hiểu, chư tăng ni Phật tử tổ chức lễ cài hoa hồng để tưởng nhớ đến ân đức cao vời của cha mẹ. Trong giây phút thiêng liêng trọng đại này, chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương Phật tử đứng dậy, chắp tay trang nghiêm, dành một phút mật niệm để tưởng nhớ đến ân đức cao vời của Đức Thế Tôn đã vì chúng sinh chỉ bày phương báo hiếu, để tưởng niệm đến đại hiếu mục Kiền Liên Tôn giả, người đã khai nguồn cho pháp Vu Lan duyên khởi, để nhớ đến ân thâm giáo dưỡng của các bậc thầy tổ, và để hoài niệm đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, đồng thời để tưởng nhớ đến ân đất nước, đồng bào, chúng sanh vạn loại. Để tưởng nhớ bốn ân sâu nặng, xin một giây tĩnh lặng niệm ân. Chân hương quyện kết ngũ phần, tâm hoa thất tịnh kính dâng trước đài. Chúng ta hãy dành một phút mật niệm để tưởng niệm đến bốn ân nặng mà chúng ta đã cưu mang trong đời. Phút mật niệm xin được phép bắt đầu. Phút mật niệm đã trôi qua. Giờ đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời đội cài hoa tuần từ tiến về đào tràng cài những đóa hoa màu vàng trên áo chư công đức tăng ni, tượng trưng cho tinh thần giải thoát thanh cao của Phật giáo, để tưởng niệm đến ân đức sâu dày của cha mẹ, người đã đưa ta vào đời, cho ta vay mượn thân này học đạo, để cho mẹ khắc khoải năm canh mong đợi, cha từng đêm vời vợi nhớ thương, con đi cách biệt ngàn phương, bước chân du lãng dặm trường xa xôi, nụ cười tươi trên môi chợt tắt, hướng trời xanh dõi mắt trông chờ, ân cha nghĩa mẹ vô bờ, làm con sao giảm thờ ơ chẳng hoài, mỗi thời kinh hàng ngày khẩn nguyện, nén hương lòng kết nguyện thành mây, bảo đền ơn đức sâu dày, chuyên lo tu tập điều này khắc ghi, hồi Vu Lan thực thi đàn pháp, nói hương lành bảo đáp sông thân, đỏ hoa tượng niềm thâm ân, lặng lòng đón nhận chỉnh dân nghiêm từ. Kính thưa quý liệt vị, giờ đây chúng tôi xin được trân trọng cài lên áo quý Phật tử đóa hoa hồng đỏ thắm, biểu tượng cho tình yêu thương của cha mẹ. Những ai được diễm phúc còn cha còn mẹ thì quý vị hãy vui sướng lên đi, và hãy trân trọng kính yêu gìn giữ, vì biết rằng quý vị đang còn cha mẹ. Đóa hồng đỏ chiều thu trống nở, tựa máu tim thương nhớ của con, thấm tươi một dạ sắc son, dâng lên cha mẹ vẹn tròn hiếu tâm, cùng tưởng nhớ ân thâm sinh dưỡng. Đóa hoa hồng nhớ tưởng mẹ cha, tỏ lòng hoài niệm thiết tha, công ơn chính chữ như là trời cao. Quý vị hãy bơi lội trong dòng suối tình thương ấy, và hãy thương cha mẹ thật nhiều. Những ai đang còn cha mẹ, và trong cuộc sống này chúng ta đã vô tình hay cố ý lãng quên đi, để cho cha mẹ hiền đã bao lần đổ lệ khắp vì xa, thì ngay bây giờ quý vị hãy quỳ bên gối cha mẹ để sám hối tội tình, nói lên câu nói mẫu tử tình thâm, phụ tử tình thâm, hầu bắt vi nhịp cầu bước lên lầu đài thánh thiền. Chúng tôi xin được cài đóa hoa hồng
màu huyền nhạc sắc thế nào những ai hiểu biết tình thương của cha. Xong chưa cho con bước vô chút được không? Đó hồng hường biết bao thiên ngỡ, ai chẳng ai đã lỡ lìa xa. Tình thương của mẹ Phật cha, mong sao rồi ấm thiết tha cõi lòng. Cùng cài áo tình đồng đào hữu, chẳng xa nhà tề tự khó mong. Thiếu tình cha mẹ sửa lòng, nay nương đào Pháp tình trong tâm hồn. Chúng tôi xin được cài đó hoa hồng trắng trên áo những ai bất hạnh mất đi tình yêu thương của cha mẹ. Màu hoa trắng tang thương buồn ủ rũ trên áo vai như nhắn nhủ đôi lời: cha mẹ mất rồi ta cảm thấy chơi vơi, bao lẽ sống cuộc đời như liễn chén. Màu trắng tang thương, màu hoa buồn tủi, màu cô đơn tha thiết. Mất cha mẹ rồi là quý vị đã mất đi cả một bầu trời yêu thương vậy. Không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn mất cha mẹ, vì cha mẹ là nguồn sống an vui vô tận của chúng ta. Mất cha mẹ ta bơ vơ lạc lõng, như mất đi lẽ sống của cuộc đời. Xin quý vị hãy gạt lệ buồn đau, cùng chúng tôi vẫn hết lòng thành hướng về Tam Bảo, kính dâng lên lời khấn nguyện cầu cho cha mẹ được siêu sanh lạc cảnh. Đó hồng cảnh bồn chồn xuống lửa, mất mẹ cha nức nở cõi lòng. Hôm nay đại luật khai thông, theo gương đại hiểu gia cốc tu hành. Kể từ đây tâm thành thể nhập, hồng đạo màu ngã chất lìa xa. Đáp đền ngắn nghĩa mẹ cha, phước lành thọ hưởng cửa nhà ấm êm. Tiếp theo chương trình, ca sĩ Lệ Hằng sẽ xin được cúng dường bài Bông Hồng Cài Áo. Xin kính mời ca sĩ Lệ Hằng. Em là đầu tiên để xin kính chào quý vị khán giả hôm nay. Vì lễ vũ lan lúc này là em cũng rất là xúc động, nếu mà có gì sao xúc trở lại chị cũng hãy đưa tình thân thế. Cảm ơn thầy. Một bông hồng chờ em, một bông hồng chờ anh, và một bông hồng chờ những ai, chờ những ai đang còn này, đang còn này lòng vui sướng. Rủi mai này mẹ về không mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ đưa đời mình không lớn khôn như bầu trời ngắm sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên. Là anh trong đêm khi lạc lối, mẹ, mẹ là lon biển một đêm, mẹ, mẹ là lai chuối buồn câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nắng sương, là hồn trong cuộc đời.
rồi một chiều nào đó quên về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là, biết là con thương mẹ. Nơi cô con nằm chờ mẹ
lòng nặng hơi sương, thương áo gầy nhìn mẹ xót thương. Nước mắt bao giờ chảy ngược mong con đem người lòng mẹ đứng được lớn khôn nhanh, ta nghe mong lòng mẹ thương con. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển hồ lại là con nuôi mẹ mà kể. Lớn không nhanh, ta nghe mong lòng mẹ.